Bạn ra nhiều video so sánh nhân vật như thế này nhiều nữa nhé. Ủng hộ. Ok, rồi. Cảm ơn anh Smith và mọi người đã ủng hộ channel của mình ha. Thì để đáp ứng yêu cầu của anh, thì hôm nay em sẽ test cho anh ba nhân vật. Ba nhân vật đó là nhân vật Sisterhood, nhân vật S.A. Noble Gold và nhân vật DX. Nhọc DX thì em sẽ test là cái khả năng mà chống lại lựu đạn sát thương và lựu đạn tráng. Thì á, bây giờ em sẽ vào cửa hàng em mua chép chống đạn và mũ chống đạn. Đây, mũ chống đạn. Đó, khi mà em test bằng nhân vật này á, thì em sẽ đeo những trang bị như sau. Đeo giáp chống đạn và mũ chống đạn, con Sisterhood và con DX nha. Sisterhood và DX thì đeo giáp chống đạn và mũ chống đạn. Rồi đeo kính, mũ chống khói, kính chống choáng luôn. Đó, khi mà em test từng nhân vật thì em sẽ đeo đủ cái phụ kiện này để nó công bằng nhất. Rồi, DX cũng vậy. Khi mà em test DX thì em cũng sẽ đeo những cái trang bị này, kính chống choáng và mũ chống khói, rồi giáp chống đạn, mũ chống đạn luôn. Còn riêng nhân vật này thì mình chỉ đeo là mũ chống khói và kính chống choáng thôi. Mình sẽ tháo cái giáp và cái giáp chống đạn và mũ chống đạn này. Mình chỉ sử dụng cái thuộc tính có sẵn của nhân vật mình thôi. Giáp chống đạn, mũ chống đạn này, có sẵn này. Để xem là cái hiệu quả nó có ngang nhau hay không ha. Normal. Slow motion. Normal. Flash bomb. Slow motion. Flash bomb. Normal. Slow motion. Normal. Slow motion. Chắc hẳn mọi người cũng đã có câu trả lời cho bản thân mình. Sẵn đây em cũng cảm ơn anh Nguyễn Hà và anh AIC Thịnh đã hỗ trợ em làm clip này. Cảm ơn và chào tạm biệt mọi người.